liệu rằng có một thứ công thức nào đó có thể mô tả được bản chất của chiến tranh, định nghĩa lại chiến thắng và thay đổi bản chất của mọi cuộc chiến không? Đó chính xác là những gì mà một nhóm các phi công trẻ người Mỹ đã nghĩ tới. Họ đã vẽ ra một ý tưởng được cho là điên rồ với mục tiêu là giảm thiểu gần như tuyệt đối tổn thất về nhân mạng và kết thúc chiến tranh chỉ sau một chiến dịch ném bom. Ý tưởng đó là gì mà những người lính Anh lại gọi đó là khoa học viễn tưởng của những tay lính mộng mơ người Mỹ? Ý tưởng đó là gì mà nó đã trở thành nền móng vĩ đại cho các học thuyết chiến tranh hiện đại của Hoa Kỳ và thế giới? Hãy đọc The Bomber Mafia, Giấc mơ, Cám dỗ và Đêm dài nhất trong Thế chiến 2 để thấy sự bền bỉ, đổi mới và khôn lường của chiến tranh như thế nào. Trong cuốn sách lịch sử này, Malcolm Gladwell đã đan xen những câu chuyện của một thiên tài người Hà Lan và chiếc máy tính tự chế của anh ta, một nhóm anh em ở trung tâm Alabama, một kẻ tâm thần người Anh và các nhà hóa học tại Harvard, tất cả như một bức tranh tuyệt hảo về sự cách tân, về hành trình đổi mới, với những ngã rẽ để bất ngờ nhưng cũng không kém phần thú vị của hành trình ấy. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Năm 1917, trong cuốn sách nói về sự sụp đổ của Sài Gòn, Frank Stapp, cựu chuyên gia phân tích chiến lược của CIA, đã bắt đầu tò mò về con người vô danh mà ông ta gọi là điệp viên trong hàng ngũ thân cận của Tổng thống Thiệu. Ba thập kỷ sau, năm 2006, trong hội thảo quốc tế về tình báo trong chiến tranh Việt Nam do Trung tâm Việt Nam thuộc Đại học Công nghệ Texas cùng Trung tâm Nghiên cứu Tình báo thuộc CIA, Merle Friedenau, cựu nhân viên của CIA, căn cứ từ nhận định của Frank Stapp và một vài chi tiết khác đã chấp nối chúng lại và phỏng đoán rằng đúng là phải có một điệp viên cộng sản từng nằm ngay trong lòng của Bộ Tổng tham mưu, dường như không phải là sĩ quan cao cấp, cũng không phải là tùy tùng thân cận của Tổng thống Thiệu. Song chắc chắn, nhân vật này đã gửi ra Bộ Chính trị Bắc Việt nhiều tin tình báo chiến lược. Và tới nay, đã hơn 3 thập kỷ, người tình báo đó vẫn khiến cơ quan tình báo khét tiếng bậc nhất thế giới thắc mắc, người đó là ai? Manh mối đầu tiên để trùm mật vụ Sài Gòn và cả CIA khởi đầu điều tra về một nhân vật, đó là người đó có phải đảng viên Đảng Cộng sản không? Tiếp theo, đó hẳn phải là một cán bộ cao cấp, một người được đào tạo tình báo bài bản và có thời gian tập kết hay tham gia kháng chiến 9 năm, bởi vì những người này mới có đủ trình độ và lá gan để làm công việc nguy hiểm này. Những thắc mắc đó về sau đã được giải mật. Người đó chưa từng là đảng viên Đảng Cộng sản trong suốt quá trình cung cấp thông tin trước ngày giải phóng. Ông chỉ đứng trong hàng ngũ của đảng vào cuối năm 1975 khi đất nước được giải phóng. Thế nhưng câu trả lời thứ hai thì không có lời giải. Và cho đến tận bây giờ, những thông tin được hé mở về người điệp viên đó vẫn là bài toán hóc búa khiến CIA phải đau đầu. Nhân vật khiến cho CIA phải đau đầu đó là điệp viên mang bí số H3 của phòng tình báo B2, với hơn 25 năm sống trong lòng địch, 16 năm sống trong xào huyệt của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đã thể hiện bản lĩnh kiên cường và mưu trí giữa biển giáo rừng gươm, một mình hoạt động đơn tuyến, tính mạng lúc nào cũng treo trên miệng cọp. Nhưng ông đã bình tĩnh hoạt động, hoàn thành tốt các chức trách mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa giao cho, tạo nên tấm bình phong an toàn để ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cách mạng giao phó. Ông là Nguyễn Văn Minh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nguyễn Văn Minh sinh năm 1933 tại Hưng Yên trong một gia đình thợ thủ công. Lớn lên, ông vào Sài Gòn tìm việc làm. Lòng yêu nước đã thôi thúc ông tiến đến với cách mạng. 20 tuổi, ông đã là một công nhân hoạt động bí mật cho mặt trận Liên Việt giữa lòng Sài Gòn. Đến năm 1959, ông được quân ủy Thủ Đức cử làm nhiệm vụ tìm cách lọt vào quân đội Sài Gòn. Đến năm 1963, lợi dụng sự kiện chính quyền Ngô Đình Diệm lật đổ, các phe phái Việt Nam Cộng Hòa chèn ép nhau để tranh quyền, đoạt lợi. Ông đã tìm cách chui sâu vào hàng ngũ kẻ thù với chức danh nhân viên văn thư của văn phòng Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Hữu Có. Không lâu sau đó, Nguyễn Cao Kỳ lật đổ Nguyễn Hữu Có, nhưng với vỏ bọc là một nhân viên quân sự mẫn cán, tận tụy với công việc, được nhiều người trong văn phòng quý mến, nên ông đã được tân Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên tiếp tục tin dùng. Từ đó, H3 đã trở thành một trong 4 nhân viên văn thư của văn phòng Tổng tham mưu trưởng. Công việc hàng ngày của H3 là tiếp nhận và lưu trữ công văn đi, công văn đến giữa văn phòng Tổng tham mưu trưởng với các cơ quan, đơn vị trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là trao đổi công văn với Phủ Tổng thống, với các cơ quan Bộ Quốc phòng, các quân đoàn, quân khu. Công việc này đã tạo cơ hội để H3 tiếp xúc với nhiều tài liệu mật của địch. Chính vì vậy, những tài liệu, tin tức mà H3 cung cấp cho ta rất có giá trị, bảo đảm độ chính xác cao. Làm việc trong môi trường tối mật như vậy, H3 luôn bị các cơ quan mật vụ
an ninh của đối phương để ý, theo dõi, nhưng anh đã tìm ra cách hoạt động để che mắt kẻ thù. Không thể tiến hành sao chụp tài liệu vì nếu làm như vậy thì dễ bị lộ. Hát Ba đã rèn luyện để ghi nhớ và chép lại toàn bộ các công văn ông tiếp xúc hàng ngày rồi chuyển về lưới tình báo do đồng chí Hai Kim phụ trách. Cách làm này đòi hỏi trí não của ông phải hoạt động không ngừng nghỉ. Đôi mắt của ông lúc về già bị mờ đi rất nhanh do hoạt động quá tải trong quá trình hàng chục năm. Để có thể nắm được nhiều tài liệu của địch, ông khéo léo nhận về mình nhờ phần việc trong số 4 nhân viên văn thư. Ngày làm việc cho địch, đến đêm thì thức viết lại báo cáo cho tổ chức. Rất nhiều đêm, ông đã thức trắng để báo cáo cho hết các nội dung công văn đã nắm được hàng ngày. Các ý đồ lớn của địch như kế hoạch bình định nông thôn, kế hoạch lấn chiếm, xóa các vùng giải phóng đều được ông báo cáo chính xác về căn cứ. Sau khi Hiệp định Paris về việc Mỹ chấm dứt sự can thiệp vào chiến tranh Việt Nam được ký kết, miền Bắc nỗ lực chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam chuẩn bị gấp rút cho một cuộc tổng nổi dậy để hoàn toàn giành chính quyền. Chính quyền Sài Gòn cũng đã cố gắng tối đa tận dụng nguồn lực để giành đất, giành dân theo kế hoạch tràn ngập lãnh thổ. Tuy nhiên, người ta vẫn thấy trong những trận càn, trận đánh trên chiến trường Nam Bộ cái bóng dáng của chiến tranh kiểu Mỹ, bởi những đồng đô la xanh, những vũ khí Mỹ, những trang bị của Mỹ và cố vấn của Mỹ thì vẫn tiếp tục được gửi sang miền Nam Việt Nam. Chính vì thế, trong hàng ngũ tướng tá Cộng Hòa đã xì xầm lên những tin đồn rằng nếu như Sài Gòn thất thủ thì Mỹ sẽ không để yên cho phe Cộng sản Bắc Việt, những cuộc tắm máu có thể sẽ xảy ra. Tin đồn ấy cứ như vệt dầu loang và trở thành đòn tâm lý chiến, buộc những người cầm quân giữa hai phía phải thực sự cân não. Là người Việt, không kể Nam hay Bắc, dẫu có lạc quan nhất cũng không thể không chăn trở. Vậy thì cuối cùng, Mỹ thực sự đang quan tâm điều gì? Mỹ đã thực sự ớn với cuộc chiến ở xứ Đông Dương chưa? Tất cả mạng lưới tình báo mật của quân giải phóng ở miền Nam đã phải vào cuộc. Căng thẳng, gấp rút, dồn dập, mọi sức lực và trí tuệ đều được huy động tối đa để tìm ra câu trả lời chính xác, giúp cho Bộ Chính trị tại Hà Nội có được quyết định đúng đắn nhất. Chỉ riêng với đầu mối H3, ngay sau khi tổ chức tình báo miền Nam bắt lại được liên lạc, liên tiếp trong những tháng cuối năm 1974, hàng loạt câu hỏi tới tấp từ Hà Nội dội về tận trong lòng của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn. Liệu khi ta giải phóng miền Nam thì Mỹ có thể can thiệp và can thiệp tới đâu? Khả năng cung cấp phương tiện chiến tranh của Mỹ là như thế nào? Mỹ có tiếp tục duyệt ngân sách hỗ trợ quân sự cho chính quyền Nam Việt Nam không? Bố phòng quân lực, kế hoạch đồn quân, bắt lính của chính quyền Sài Gòn ra sao? Địch đánh giá tình hình Việt ta như thế nào? Thời điểm đó, hai miền vẫn nằm trong thế giằng co nhau để giữ đất. Nhìn trên bản đồ bố phòng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, rõ ràng là nếu muốn chấm dứt cuộc chiến tranh này, chắc chắn ta sẽ phải dùng tới quân đội chủ lực. Xong, lại có một vấn đề nữa đặt ra, đó là khi đã dốc toàn lực vào miền Nam, tức là ta phải đảm bảo một kết quả toàn thắng. Toàn thắng không chỉ cho một năm, hai năm mà là vĩnh viễn. Thế nhưng nếu bỗng nhiên Mỹ... Câu hỏi ấy ai cũng hiểu nhưng chẳng ai muốn viết thêm vào. Đến đầu năm 1975, ông đã báo cáo tin quan trọng có tính quyết định để ta củng cố quyết tâm giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975. Đó là tin Mỹ trả lời Việt Nam Cộng Hòa. Mỹ coi như chiến tranh ở Việt Nam đã kết thúc, Mỹ sẽ không chi viện cho quân Việt Nam Cộng Hòa bằng lực lượng chiến đấu của Mỹ. Và đó chính là nội dung bức điện mà Mỹ đã trả lời Bộ Tổng Tham mưu chế độ cũ khi Sài Gòn gửi thư sang cầu viện. Án tử hình dành cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa là không thể tránh khỏi. Cùng với đó, các báo cáo của ông còn phân tích mối tương quan giữa lực lượng địch và viện trợ của Mỹ, giữa viện trợ và mức độ sử dụng bom đạn, phi vụ, cơ động của xe tăng, tàu chiến, việc bố trí binh lực tại các quân khu của quân Việt Nam Cộng Hòa. Trong sự kiện 30 tháng 4, 1975, khi quân giải phóng đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu Việt Nam Cộng Hòa, thì chính H3 đã động viên các viên chức trong văn phòng của tướng Cao Văn Viên gìn giữ, niêm phong kho tàng, hồ sơ, bảo toàn tài liệu, máy móc trong văn phòng để bàn giao cho quân giải phóng. Sau giờ khắc mà hai miền nối lại, ngay tại chính trụ sở của Bộ Tổng Tham mưu, có hai nhà tình báo anh hùng của Cộng sản đã chạm trán nhau. Một người là sĩ quan chỉ huy của cánh quân biệt động, đại tá anh hùng Bảy Vĩnh, còn người kia là anh thượng sĩ quèn mang bí số H3. Lúc đụng nhau, lính của ông Cộng sản vẫn không quên dặn lại tên địch mà sau này họ mới hay là đồng chí của mình rằng: "Ông ở đây coi khu vực này nghen." Lời dặn chỉ bấy nhiêu, thế nhưng người đàn ông đó đã ở lại cho tới 3 giờ chiều khi mọi việc bàn giao xong xuôi. Hệ thống máy tính lưu trữ hồ sơ của hơn 1 triệu quân Việt Nam Cộng Hòa cùng toàn bộ giấy tờ tại văn phòng Tổng Tham mưu trưởng Cao Văn Viên được niêm phong không mất một tờ nào. Người đàn ông cao hơn 1m7 mà nặng chỉ có 40kg, thậm chí còn tự đi kiếm giùm mấy ông giải phóng lá cờ khác để thay, rồi lại trực tiếp trao chìa khóa
dân quân giải phóng tiếp quản tất cả những gì còn lại ở cơ quan đầu não của quân đội Sài Gòn. Chỉ khi ấy, ông mới thanh thản trở về nhà. Mệnh lệnh cuối cùng của thời chiến, nhiệm vụ cuối cùng của người lính ẩn danh, ông đã hoàn thành. Mãi về sau, người hỏi lối, kẻ chỉ đường mới có dịp gặp nhau trong một tình huống hoàn toàn ngược lại. Cuộc gặp mặt những anh em đồng đội của phòng tình báo chiến lược G22, Bộ Tham mưu Quân Giải phóng miền Nam. Chính Bảy Vĩnh, sĩ quan chỉ huy quân biệt động khi ấy, cụm trưởng cụm tình báo H67 đã nhận ra ngay người đàn ông phe địch mà mình gặp khi đánh chiếm bộ tổng tham mưu. Trong ngôi nhà nằm ở quận ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh, vào một ngày cuối tháng 4 năm 2007, H3 lặng lẽ ngồi hồi tưởng lại khoảnh khắc 30 tháng 4 của đời mình. Khi đó, đang ở tòa nhà chính, tôi thấy người của anh Bảy Vĩnh treo cờ, tôi liền kiếm cái khác cho mấy ảnh treo. Đến 3 giờ chiều, thấy máy truyền tin vẫn hoạt động, tôi tắt máy. Khi bàn giao cho quân giải phóng, tôi nói 20 năm nữa mình cũng không sản xuất được những máy truyền tin tự động như thế này đâu. Rồi lúc trung đoàn sẽ tăng vô, đi tới đâu bắn tới đó. Tôi ngồi trong nhà lầu, chắc chắn nhưng vẫn thấy rung rinh. Tôi lấy áo trắng khoác ra ngoài, làm tín hiệu cho xe vô để khỏi bắn tốn đạn. Lúc đó, tôi đã thay thường phục rồi, cảm giác khi ấy mừng lắm. Mấy chục năm, tôi đã thoát khỏi vòng nguy hiểm, mừng mà không chia sẻ được với ai. Mấy ngày sau, ông ra trình diện, đi học tập cải tạo mất 3 ngày trước khi chính thức khoác lên mình bộ quân phục của người chiến sĩ tình báo Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bộ quân phục của ông khi ấy hẳn vẫn là bộ ngoại cỡ, dài long thong cho cái thân gầy lọc cọc. Sau ngày thống nhất đất nước, đại tá Nguyễn Văn Minh tiếp tục công tác trong quân đội một thời gian rồi nghỉ hưu theo chế độ. Ông sống khiêm nhường, giản dị, gần gũi với mọi người. Tháng 9 năm 2009, điệp viên H3 Nguyễn Văn Minh đã từ trần trong thanh thản, để lại nỗi thương tiếc khôn nguôi trong tâm trí người thân và đồng đội. Ông là một trong những điệp viên mà khả năng giữ bí mật hoạt động đã trở thành huyền thoại, khiến kẻ thù phải kinh ngạc về bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần thép của ông. Câu chuyện của H3 mới chỉ là một phần trong bí ẩn về tình báo Việt Nam, nhưng bí ẩn chưa có lời giải đáp. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra như: tình báo Việt Nam họ là ai? Bằng cách nào mà họ có thể chiến thắng một bộ máy chiến tranh khổng lồ là Hoa Kỳ khi đối mặt với bộ máy tinh vi hoàn hảo lâu đời như CIA? Các tổ chức tình báo nước ngoài có tiềm lực to lớn, trang bị cho điệp viên của họ những trang thiết bị hiện đại. Còn lực lượng tình báo của Việt Nam là gì? Họ là ai? Họ không phải là những điệp viên trên phim với vẻ ngoài điển trai lịch lãm, tiêu tiền như nước. Họ là những người dân Việt Nam lớn lên trong dân, sống nhờ vào dân và chiến đấu trong lòng dân, được người dân che chở bao bọc. Tình báo Việt Nam được phát triển từ những người như vậy. Chỉ có thể là họ mới vượt qua được những thử thách, cám dỗ đời thường, những vinh hoa phú quý, nguy hiểm rình rập để chấp nhận hy sinh vì mục tiêu độc lập tự do cho Tổ quốc. Video này được thực hiện bởi Battleground Người Kể Sử, nơi có những video hấp dẫn nhất về lịch sử Việt Nam. Nếu bạn thích thú với video này, hãy tặng chúng mình một like, một share và một subscribe để theo dõi thêm các video trên kênh mình nhé. Nếu như các bạn quan tâm tới lịch sử thế giới, hãy ghé kênh Battleground Lịch sử Thế giới, nơi có các video hay nhất về lịch sử của thế giới nhé. Nếu các bạn yêu thích lịch sử và giã sử của Trung Hoa, có thể truy cập vào kênh Battleground Trung Hoa Sử Ký để theo dõi các video mới nhất của team mình. Ngoài ra, Battleground Khám Phá cũng sẽ là một địa chỉ tuyệt vời dành cho các bạn yêu thích những chủ đề về địa chính trị, văn hóa, xã hội và địa lý. Tất cả các kênh đều được gắn link truy cập ở phần mô tả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn.